Hello, xin mến chào tất cả anh em nhá. Thì ngày hôm nay thì đây, bóc hộp, bóc ruột luôn cho anh em xem. Không phải anh em này không tin tưởng. KX180 nhá. Hàng này là hàng trơn anh em nhá. Hàng trơn. Hàng nguyên thùng nguyên hộp. Đấy, và số lượng ngày hôm nay em khuyến mại chỉ có 10 chiếc thôi anh em nhá. Giá hiện tại chỉ 5 triệu đồng. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Đây em sẽ show nội thất cho anh em cùng nghe. Chúng cùng xem. Ông đang chạy luôn anh em nhé. Đang chạy này. À. Ok chưa? Rất chất lượng. Và số lượng thì không có nhiều anh em nhé. Em khuyến mại. Bên em có cả VX8 anh em nhé. À. Đây thì hiện tại là khuyến mại với KX180. À. Giá hiện tại chỉ 5 triệu thôi anh em nhé. Đang khuyến mại rất tốt cho anh em. À. Cực kỳ ok chưa? Đó. Ok chưa? Đang chạy sao tiếng cực kỳ hay. Đó. Ok chưa anh em? Đó, xoay chi tiết cho anh em. KX180 thường nhá. Thật ra KX180 thường với KX180A như nhau thôi. Nó khác nhau một chút thôi. Nhưng mà sao tiếng em thấy là nó như nhau, không khác gì. Đó. Sức âm rất là hay. Giọng em hôm nay nó hơi đuối nên là không thử mic được. Đó. Nguyên hộp nguyên thùng luôn. Đó. Số lượng chỉ có 10 chiếc thôi anh em nhé. Con này thì sẽ cài sẵn cho anh em là 6 chế độ, 4 chế độ karaoke và 2 chế độ nghe nhạc. Đó. Giá rất tốt. Đó. Và vẫn được bảo hành 12 tháng anh em nhé. Vẫn được bảo hành 12 tháng cho anh em. Và không có nhiều đâu. Em nhắc lại cho anh em xem kỹ cái nội thất của nó để anh em biết. Rất đẹp, nói chung là cực kỳ đẹp. Đó, sao tiếng thì cực kỳ hay. Đó, hàng nội địa. Nhưng mẫu này thì em bán khá là nhiều anh em nhé. Bán khá là nhiều. Nhiều anh em lựa chọn. Hầu như những cái dàn karaoke cao cấp thì em rất tin tưởng sử dụng cái này. Dàn tầm 40 triệu, trên 40 triệu, 50 triệu là em sử dụng con này hết anh em nhé. Nói chung là cái sao tiếng của nó ra hay là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó dễ chỉnh. Cái thứ ba là nó là một cái thương hiệu rất lớn anh em nhé, tin tưởng, tin dùng. Đó. Mạch miếng nó đẹp. Đó. Dễ dàng sửa chữa. Đó. Ok chưa? Rất đẹp. Nói là cực kỳ đẹp. À, hàng mới nguyên thùng nguyên hộp anh em nhé. Hàng mới nguyên thùng nguyên hộp. Đó, ok chưa? Đó, rất đẹp. Mà số lượng chỉ có 10 chiếc thôi. Anh em nào nhanh tay thì còn hàng. Đó. Nguyên hộp thùng nguyên hộp rất đẹp, rất mới. Đấy, thật ra thì cũng chả có gì để nói đâu về con này. Nó quá đẹp rồi, không phải quảng cáo vì trên mạng người ta cũng... trên YouTube, trên Google người ta cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, rất nhiều nhé, rất đẹp, mạch miếc sáng loáng, không có cái vết bẩn đi luôn. Đó. Ok chưa? Giá khuyến mại cho anh em nhé. Tiếng rất hay luôn. Đây em đang cắm trực tiếp từ đây đi sang con đẩy này. Là con LT4000 Flut này. Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Số lượng không có nhiều đâu. Đó. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video.